đầu kính mời lễ các viếng cái mộ của gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ xóm bảy về thắp hương kính viếng. Ban lễ tang xin trân trọng kính mời bác vào làm lễ dân hương. Người đây đã về nơi thờ Phật mà để lại trần gian cho phúc cháu con. Lễ thắp hương của gia đình ông Minh ở xóm bảy quê hương đã về thắp hương kính viếng hương hồn cụ hôm nay. Gia đình con cháu xin ghi nhận và đa tạ cảm ơn. Ban lễ tang xin trân trọng kính mời bác dân hương xong rồi trở lại bàn trà mời chầu mời nước và gia đình các con cháu có lời cảm ơn. Cha mẹ đã thương con như trời cao biển rộng phương dài. Nói đến tình thương yêu ngọt ngào nồng ấm của người cha người mẹ thì tôi thử hỏi có cây bút mực nào mà biết được hết mẹ ta cho xong. Hôm nay đây cổ nhân đã trở về với đạo hòa mà cứ tình hoài tình mặn chả thấy cha đâu. Cha mẹ thì như chuối ma mươi mà như diều cụ đã lặng lẽ ra đi, cụ đã để lại công đức trong đời những trái ngọt hoa thơm. 70 năm người đã gắn bó trên mảnh đất quê hương này từ làng trên xóm dưới đã nặng nghĩa biết bao ân tình, mà chỉ còn ngày hôm nay cũng là một ngày cuối cùng mà cụ còn ở trên đời. Còn ngày mai trở đi, thân xác của người đã đi cuối đất nằm xương ở ngoài đồng. Đối với gia đình và quả phụ và các con cháu, đây là một tổn thất vô cùng lớn lao không gì có thể bù đắp lại. Từ 7 giờ sáng hôm nay, gia đình con cháu của cụ đã được đón các vị đại biểu, các cụ ông cụ bà, nhất là tình cảm bà con trong xóm ngoài làng. Nay ta có chút thì giờ vàng ngọc với những tôi sự đáng kể để về thăm viếng con linh của ông Nguyễn Thanh Vân và chia buồn đến toàn thể gia đình xa lắm. Chúng tôi trong ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các mời chầu, mời nước và chia buồn cho gia đình gia tăng. Ban lễ tang trước tôi xin trân trọng cho bà ấy. Thank you.
tục trân trọng kính mời gia đình anh chị liên từ cùng các con cháu về bệnh viện hương hồn bác ban lễ tang và gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời.